Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bài Linh Mục Nguyễn Đình Thục nghĩ gì khi cầu nguyện cho Lê Đình Kình. Không phải một mình Linh Mục Nguyễn Đình Thục đâu quý vị, hầu hết các kỳ giáo xứ và Linh Mục đều cầu nguyện cho Lê Đình Kình và những tên gọi là tù nhân lương tâm đó quý vị. Chúng nó còn lập một cái buổi lễ cầu nguyện ở bên Hồng Kông, Đài Loan gì đó. Mà cái đó Ly để tuần sau là Ly sẽ mở live trực tiếp để cùng với quý vị lên án cái vụ này, bởi vì nó đưa cả chín mấy mấy triệu người dân vào trong đó, và nó kêu là mong chín mấy mấy triệu người dân thoát khỏi ách độc tài cộng sản. Còn hôm nay Ly không có thời gian cho nên tạm thời Ly đọc cho quý vị nghe những cái thằng linh mục mà nó cầu nguyện cho Lê Đình Kình và những cái tên dân tham ở Đồng Tâm. Mời quý vị nghe. Con đường phía trước. Trong buổi lễ Chúa Nhật thường niên vừa qua tại giáo xứ Sông Ngọc, xin lỗi, bài này để Ly coi đăng không biết ngày nào. Mời quý vị nghe lại từ đầu nhé. Linh Mục Nguyễn Đình Thục nghĩ gì khi cầu nguyện cho Lê Đình Kình? Con đường phía trước. Trong buổi lễ Chúa Nhật thường niên, Ly rất ghét cái từ Chúa Nhật. Trong buổi lễ Chúa Nhật thường niên vừa qua tại giáo xứ Sông Ngọc, Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho ông Lê Đình Kình và những người gây rối trật tự tại Đồng Tâm. Sự việc đang gây phẫn nộ trong cộng đoàn vì đó là hành động cổ súy cho tội phạm khủng bố, giết người man rợ. Trước hàng trăm giáo dân, Nguyễn Đình Thục xuyên tạc về sự việc Đồng Tâm, đồng thời đưa ra các luận điệu sặc mùi chống cộng. Từ sự việc Đồng Tâm, y đưa ra các nhận định rất phi logic và xuyên tạc sự thật như người dân Đồng Tâm bị sát hại và cả những công an chết trong vụ Đồng Tâm nếu có đều là nạn nhân của cộng sản. Cộng sản phải chịu trách nhiệm về sự độc ác của mình trước nhân loại, trước dân tộc Việt Nam hiện tại và muốn thế hệ con cháu mai sau. Cộng sản đã làm mất sự tự hào, tự tôn nòi giống của công an nhân dân và quân đội nhân dân. Thay vào đó là sự tự hào vì sát hại đồng bào ruột thịt của mình. Những luận điệu trên của Nguyễn Đình Thục là hoàn toàn sai sự thật. Đây thưa quý vị, nó cùng với cả cái đám con chiên cuồng thắp nến cầu nguyện đấy quý vị. Đó. Không phải là con chiên cũng cũng cùng nghe theo chúng nó hết. Mời quý vị nghe tiếp. Những luận điệu trên của Nguyễn Đình Thục là hoàn toàn sai sự thật, đồng thời thể hiện rõ ý đồ lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để chống phá đảng, nhà nước của y. Với những thông tin chính thức về vụ việc tại Đồng Tâm, nếu như ai đó vẫn gọi những kẻ giết người man rợ ở xã Đồng Tâm là dân, thì quả thực là sai lầm. Vì không có người dân chân chính nào lại dùng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, làm ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Đặc biệt là cách mà họ tẩm xăng thiêu sống ba chiến sĩ công an trượt chân tụt xuống hố sâu, thì đây là hành động của cầm thú chứ không phải là con người, chứ đừng nói gì gọi là dân. Ở đây cần khẳng định rằng không có chuyện cưỡng chế nào hết, mà chỉ có việc một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn thuộc đất quốc phòng theo kế hoạch từ ngày 31 tháng 12 năm 19. Khi các lực lượng chức năng triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu tại khu vực thi công tường rào, thì các đối tượng đã manh động ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao phóng vân vân, tấn công lực lượng chức năng. Song lực lượng chức năng vẫn kiên trì phát loa tuyên truyền
kêu gọi trước khi phải tiến hành các biện pháp khống chế bắt giữ. Và chính hành vi manh động chống người thi hành công vụ một cách vô cùng liều lĩnh, dã man của các đối tượng đã dẫn đến hậu quả xấu. Thử hỏi, Linh Mục Nguyễn Đình Thục có dân nào lại đi chống trả, ra tay sát hại chính những người đang bảo vệ mình? Có dân nào lại dùng lựu đạn, bom xăng tự chế, dùng dao phóng để tấn công, sát hại những người đang ngày đêm gìn giữ sự an toàn cho chính họ và cho xã hội? Mặt khác, có dân nào nhận tiền phản động để chống phá đảng, nhà nước? Theo các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã thu giữ được các tài liệu cho thấy có cả việc chia tiền, quyên góp trục lợi từ tổ đồng thuận, thậm chí có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động nước ngoài. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, nguy cơ biến địa bàn từ những mâu thuẫn kinh tế xã hội đơn thuần có thể trở thành điểm nóng chính trị xã hội phức tạp. Trong số người vi phạm, có cả người là cán bộ đảng viên lâu năm. Với các hành vi sai trái như vậy, xét cho cùng, họ đã bước qua ranh giới tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thậm chí, vô hình chung đã tiếp tay cho thế lực thù địch chống phá đất nước. Qua đây, có thể thấy Linh Mục Nguyễn Đình Thục không chỉ vi phạm nghiêm trọng điều răn của Chúa, mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để chống phá đảng, nhà nước. Hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng của Nghệ An cần sớm vào cuộc và xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Đình Thục. Và đây là những comment, thưa quý vị, có 5 comment. Anh Nguyễn: đúng như tiết báo, Linh Mục Nguyễn Đình Thục nghĩ gì khi cầu nguyện cho Lê Đình Kình vậy? Hai kẻ phản động lại đi cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện thì có thể xóa tội được chắc, mà mình cũng chắc chắn rằng chẳng có Chúa nào lại đi bao che cho một tên phản bội gây rối cả. Nguyễn Lan: hành động cổ súy cho những kẻ giết người man rợ của bố con lão Kình chẳng khác nào họ đang vấy bẩn lên tấm áo thầy tu. Những việc làm như vậy đáng bị xã hội lên án, giáo hội cần tẩy chay. Có mà tẩy chay, giáo hội thì còn thích đấy. Giáo hội cần tẩy chay để trả lại sự thuần túy của các hoạt động tôn giáo, và rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc để nghiêm trị những tên đội lốt tôn giáo đang cổ súy đám giặc cỏ đồng tâm chống phá chế độ. Thái Hòa: những hành động của số chức sắc cực đoan trên không thể còn gọi là hoạt động tôn giáo, bởi Chúa hay Phật đều hướng con người ta đến điều thiện, tránh xa những cái ác. Nhưng họ được giáo hội tạo cho cái quyền được truyền giảng, nhưng những bài giảng thuyết pháp của số giáo sĩ cực đoan trên lại chứa đựng các nội dung mang tính tà ma, đi ngược với luân lý đạo đức, vi phạm nghiêm trọng giáo lý, giáo luật của giáo hội. Phạm Uyên: tội ác phải nghiêm trị, còn lũ đội lốt dân chủ, tôn giáo đứng ngoài xúi dục cũng phải chịu trách nhiệm, phải lột bộ mặt lợi dụng trục lợi của chúng trước công chúng. Bọn côn đồ coi thường phép nước, luật pháp phải gánh chịu hậu quả do chúng gây ra. Con cháu muôn đời của chúng mang danh nhơ nhuốc là con cháu của những kẻ sát nhân man rợ, mất hết tính người. Bọn tội phạm dù có đền tội thì tiếng nhơ chúng để lại, con cháu chúng không biết đời nào mới gột sạch. Chúng đã tự đóng đinh lên các đời con cháu chúng. Nhật Nam: những người công giáo chân chính sẽ không thể chấp nhận được việc các linh mục trên lại tổ chức hiệp thông, cầu nguyện, ủng hộ đám phản loạn, giết người không nương tay như bố con ông Kình và đám tay sai. Dưới góc độ tôn giáo, hành động của đám giặc cỏ kia là hành động của ác quỷ. Vậy nhưng, dưới lăng kính cực đoan của đám giáo sĩ trên, mọi vấn đề đã bị đảo lộn, đổi trắng thay đen, tội phạm thành anh hùng,
còn người chiến sĩ xả thân cho công lý, cho bình yên lại trở thành giặc. Đó là những comment lên án, thưa quý vị. Và quý vị thấy không phải một mình thằng này mà Ly dám khẳng định hầu hết chúng nó đều bênh vực cho những kẻ chống cộng như là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Năng Tĩnh, Phạm Nguyễn Văn Hóa và Đồng Tâm, Đan Viễn Thiên An, Vườn Rau Lộc Hưng, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta cần mạnh mẽ lên án để tiêu diệt tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo nha quý vị. Kính chào quý vị.